Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến sao số 6 là sao Lục Bạch. Năm nay sao Lục Bạch thuộc hành Kim sẽ bay về hướng Tây, và hướng Tây của hành Kim luôn các bạn. Vậy thì sao Lục Bạch Vũ Khúc, sao số 6 cũng là sao Cát Tinh nha các bạn. Bay vào phương vị chính Tây, nên phương vị chính Tây năm nay dùng để vinh thăng, chiêu quý nhân, mưu tính, cái gì cũng tất thành hết. Tức là thành á, tức là mong muốn cái gì ở thì làm ở cái hướng Tây này chúng ta sẽ toại nguyện đó các bạn. Và năm nay cung tinh tương hòa, tương vượng, tức là Kim Kim bình hòa đó các bạn. Và chỉ cần sắp đặt thích đáng thì tất nhiên sẽ được tiền tài, tài vận, quan vận đều tốt, con cái hiếu thuận, mưu cầu đều thỏa ý. Nếu bố cục sai, mặc dù nó may mắn nha, nhưng nếu bố cục sai thì chắc chắn nha, chắc chắn luôn là sẽ có tiểu nhân phá đám nè, mất quan, mất ghế. Những ai mà đang có những cái địa vị mà cần phải giữ hoặc là muốn thăng tiến thì phải hết sức cẩn thận. Lục Bạch Kim Tinh cũng chủ về dịch mã. Dịch mã có nghĩa là di chuyển đó các bạn. Chủ quản việc đi xa, khó nhậm, di chuyển, thậm chí là thuyên chuyển công việc. Và phương vị này năm nay thì phạm tam sát, nên tránh động thổ nha các bạn. Cũng tránh động thổ và tuyệt đối không được bày các đồ vật màu đỏ, màu hồng ở đây. Và phương pháp hóa giải hoặc là phương pháp để kích cung cho hướng Tây của căn nhà của chúng ta năm 2023 thì để được đại lợi, có thể tại phòng làm việc, chỗ kinh doanh bố trí các vật phẩm chiêu tài thuộc hành thổ hoặc kim. Tại vì sao? Tại vì sao Lục Bạch là hành kim, cho nên thổ sẽ sinh kim, hoặc là kim tương sinh với nó, gọi là bình hòa với nó, sẽ là vượng hòa đó các bạn. Và ở tại phương vị này thì chúng ta nên treo hoặc đặt các vật phẩm phong thủy bằng kim loại như chuông gió nè, cặp đồng tiền ngũ đế, đồng tiền lục đế bằng đồng, hoặc các vật phẩm phong thủy thuộc hành thổ bằng đá hoặc bằng bột đá màu vàng. Nhưng mà lời khuyên của Dương dành cho các bạn đó là không nên dùng bột đá, được chưa ạ? Nên dùng đá tự nhiên. Và đá tự nhiên thì chắc chắn hình dáng này kia thì nó sẽ không bao giờ đẹp bằng đá đổ đâu. Bột đá thì họ bỏ keo, bỏ một số hóa chất vào, họ đổ theo khuôn thì chắc chắn nó đẹp hơn, nhưng năng lượng nó lại không có nha các bạn. Cho nên các bạn nên dùng đá tự nhiên. Đó là thềm thừ, hồ lô, bi cầu thạch anh, đĩa thất tinh, tháp băng xương, khỉ, ngựa màu vàng, để thu hút tài vận và tăng cơ hội thành công về nghề nghiệp. Phải đặt đúng nha, đặt mà không đúng là nó có tác dụng ngược đó các bạn.